Ây, vô và hello mọi người nha, lại là mình S-I-K-T. Mai đen đẹp trai đây mọi người. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip cực kỳ đặc biệt với một cái người em của mình mà. Nè khoan nha, nếu mà anh em đã xem cái clip gọi là đi tìm cái hoa hậu ở ngoài đời thật thì mọi người cũng biết một cái người em của tôi đó chính là Ban Ban TV. Ủa, Ban, hello. Ban ơi, dậy Ban ơi. Thề luôn, rủ quay clip đi đâu mà ngủ. Kêu vô quay clip mà ngủ là sao ba lâu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ban ơi. Dạ, em ngủ tí mà gì anh giật mình hết trơn à. Trời ơi là trời, ông nội nói to to lên ông nội. Lần đầu tiên xuất hiện trên clip của tôi mà ông nói nhỏ vậy ông nội. Ban ơi, hôm nay anh với em sẽ đi leo tháp. Wow. Ok không, đi không? Đi chơi leo tháp. Leo tháp chơi gì lại anh, em đó giờ em chơi em có biết leo tháp là cái gì đâu, giờ gửi em leo tháp. Trời ơi là trời, ông tào lao ông nội ơi. Nghĩ sao mà lâu lâu rủ em vô quay clip mà bây giờ ngồi leo tháp thì có còn gì đâu mà hay, còn gì đâu mà vui. Cái trò leo tháp mà cái trò xưa như trái đất rồi. Hôm nay tôi và Ban Ban sẽ làm một clip cực kỳ đặc biệt với mọi người luôn. Đó chính là gì? Tôi và Ban Ban sẽ đi tìm những cái mô hình trong game Play Together và ngoài đời thật nó sẽ như thế nào. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Và đặc biệt nha, trong đó là em biết tại sao hôm nay là anh rủ em vô đây chơi không? Tại sao anh rủ em vô đây quay không? Tại vì nó có liên quan tới em á. Sao vậy? Sao có gì liên quan vậy anh? Nếu mà em muốn biết á thì lát nữa hãy chờ tới cuối clip đi anh cho em biết. Trời ơi là trời, liên quan tới mình mà mình bây giờ em còn không biết là sao rồi trời. Ok mọi người, bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa. Tôi và Ban sẽ đi tìm gọi là cái mô hình đầu tiên nha mọi người. Bây giờ nè, Ban đâu? Lên xe em ơi. Lên xe. Rồi ok, để bây giờ cái mô hình màu đầu hồng, tiên. Xanh điệu gì vậy? Xe màu hồng, người ta là cá tính, nữ tính, xanh điệu là gì ba? Thật không là không thể tin nổi. Ok mọi người, bây giờ tôi và Ban Ban sẽ đi tới cái mô hình đầu tiên, đó chính là đây. Đằng xa xa mọi người thấy gì không? Ban Ban đoán thì em đoán thử xem là cái mô hình đầu tiên đó chính là cái mô hình nào Ban Ban? Em đoán chắc là mô hình Mai Đen đẹp trai ấy anh. Mai Đen đẹp trai, ông tào lao quá ông nội ơi, chưa gì hết mà khen người ta đẹp trai. Ừ đúng nha. Mai Đen đẹp trai nhưng mà không phải là đi tìm mô hình Mai Đen nha. Đó, đầu tiên đó chính là đây. Bây giờ là tôi sẽ chở mọi người tới nha. Đó. Rồi bây giờ đi tới đây mà đoán không ra nữa là anh lại em luôn á. Rồi đó, bây giờ đứng đây em đoán thử cho anh coi bây giờ là cái mô hình đầu tiên là mô hình nào. Dạ không biết. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt với mọi người nha, bây giờ tôi chở nó tới tận đây luôn, đằng sau lưng, ngay tận trước mắt mà ngay tận đây luôn mà không biết hả. Đó chính là cái khinh khí cầu này đó, thấy không? Đây là cái khinh khí cầu trong game đúng không? Và em có mong chờ là ở ngoài đời thật nó sẽ như thế nào không anh? Ở ngoài đời thật hả anh? Em cũng muốn coi lắm á. Bây giờ anh em đợi tôi xíu nha, bây giờ là tôi sẽ cho mọi người xem cái mô hình ở trong game. Đó, từ từ. Bây giờ là tôi mở cái điện thoại này lên nè. Rồi ok, đây là cái khinh khí cầu. Ủa cái này là gọi là gì ta? Ban ơi, cái này gọi là gì Ban? Cái xe này gọi là gì ta? À cái đu quay đứng mọi người ơi. Đó, cái đu quay đứng đúng không? Cái đu quay đứng ở trong game nó sẽ như thế này. Bây giờ là tôi hô biến 3 2 1 là nó sẽ ra trong game ở gì? Ra ngoài đời thật liền nè mọi người. 3 2 1. Ok mọi người, giới thiệu cho mọi người, đây chính là cái mô hình ở ngoài đời thật của cái đu quay đứng trong game anh em ơi. Đến từ bạn gọi là Zurich. Thực ra mọi người, đây là chính là cái gọi là gì ta? Cái sự kiện ở trên group Play Together Vinci tổ chức cho mọi người, đó chính là làm những cái mô hình ở trong game và ngoài đời thật đó. Và tôi cực kỳ thích cái mô hình này luôn mọi người, tại vì nó giống thật mà nó đẹp vãi chưởng ra. Nếu mà bây giờ với tôi nha, là tôi sẽ cho cái mô hình này 8 điểm. Ban ơi, em cho cái mô hình này bao nhiêu điểm Ban? Em nói cho anh nghe một câu công bằng thử, anh cho cái này 8 điểm đó, em cho mấy điểm? Nếu mà anh cho 8 điểm thì em cũng cho 9 điểm. Cái gì? Anh cho 8 điểm thì em cũng cho tính 9 điểm là sao ba? Thường ấy, là người ta nói là cho 8 điểm thì anh em cũng cho 8 điểm chứ tiền anh nói anh cho 8 điểm em nói em cũng cho là sao? Em nói cũng cho là sao ba? Em thích anh ơi. Trời ơi là trời, gì đâu mà ngang ngược dữ ba. Ok mọi người, bây giờ tôi và Ban Ban là cho 9 điểm, còn tôi là cho 8 điểm. Còn và mọi người cho bao nhiêu điểm thì đừng quên là comment ở dưới cho mình biết nha. Và nếu mà ai cùng với số điểm của mình thì mình sẽ tìm cái bình luận đó nha. Đó, đừng quên comment và đừng quên nhấn thích video này nha mọi người. Ok và bây giờ đi tới cái mô hình tiếp theo anh em ơi, let's go. Ban ơi lên xe, lên em ơi. Thề luôn, đứng nhảy nhảy ngoài sơ hở là nhảy. Bây giờ từ từ. Bây giờ tìm cái mô hình thứ hai đâu ta? Ủa? Ê, ăn chuối người quen mọi người. Nếu mà mọi người xem clip mới nhất của tôi thì mọi người đã biết chuối đúng không? Đó, ủa mà sao nó treo máy đứng đây vậy ta? Bây giờ Ban ơi, bây giờ tiện có chuối đang gọi là đang trên cái xe gọi là cà rốt này nè, hình như em có đúng không? Em có xe cà rốt này đúng không? Dạ đúng rồi, em đâu có đâu. Ủa? Là sao? Là anh hỏi em có đúng không mà em trả lời dạ đúng rồi, em không có là sao? Là sao ba? Em không có chiếc đó anh ơi. Nhưng mà anh hỏi là em có hay không mà. Dạ không. Trời ơi là trời, đối tác game gì đâu, đối tác creator game gì đâu mà không có, là không có xe này không có chơi hả?
Hài luôn, ok mọi người bây giờ. Nhưng mà anh có không? Vậy? Anh có chiếc xe này không? Đương nhiên là không rồi em. Anh bận quá sao anh chơi được em? Ok mọi người, bây giờ cái việc đó không quan trọng bằng cái việc đó chính là hôm nay tôi tình cờ là tôi lướt group play thôi, gây là tôi thấy là có một bạn làm cái xe chua gì, làm cái xe cà rốt này ở ngoài đời cực kỳ đẹp, cực kỳ hay luôn mọi người. Bây giờ là không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ là tôi sẽ cho mọi người xem liền luôn nha. Bây giờ là tôi sẽ mở cái máy ảnh lên đó. Trời ơi là trời, bây giờ đang tối luôn nhưng mà không sao nha. Rồi ok, bây giờ thằng Ban mày tránh ra, Ban ơi tránh ra. Một là mày bị điên, hoặc là ngu ngốc, hoặc là cả hai. Đó, bây giờ là tôi để cái xe gọi là xe chuối nha, xe cà rốt mọi người ơi. Bây giờ tôi sẽ để xe cà rốt bên trái và tôi mở cái hình bên phải lên nha anh em ơi. Đó anh em đợi tôi xíu xíu nha. Đây cho mọi người xem nè. Cái tác phẩm này đến từ bạn Tiểu Yêu Tinh 01 mọi người, và tôi thấy cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Và đặc biệt là tôi thấy nó cực kỳ công phu luôn nha mọi người. Và mọi người có để ý không? Bốn cái bánh xe này là tôi để là tôi đố ông Ban nè. Ban ơi, bây giờ anh đố em nha, bốn cái bánh xe ở cái củ cà rốt này là cái bạn Tiểu Yêu Tinh này lấy từ cái củ gì? Đang đúng anh có thở. Vậy à, trái thanh long ruột đỏ chắc luôn. Thanh long cái đầu mày á, cái này là đến từ cái làm, nếu mà tôi đoán không nhầm nha mọi người, là đến từ củ dền nha anh em ơi. Và tại vì bây giờ mắt tôi đang khá là cần nặng á mọi người đó, và tôi đoán là củ dền nha. Tại vì nếu mà nó thanh long là nhìn nó không như này đâu mọi người ơi. Đó ok, bây giờ là tôi thấy vì cái mức độ công phu và vì cái mức độ gọi là hoàn thiện khá là đẹp của bạn này, mặc dù cái cà rốt nó hơi héo tí xíu. Và tôi sẽ cho cái mô hình cà rốt, xe cà rốt này của bạn Tiểu Tinh là 8 điểm rưỡi nha mọi người. Bây giờ Ban ơi, em cho cái bạn này bao nhiêu điểm Ban ơi? Nói đây, nói liền đây. Em thấy cái củ cà rốt này nó hơi xấu nhưng mà nên là em cho cái bà cái cà rốt này 7 điểm thôi anh à. Trời ơi là trời ơi. Tao hẹn mày nha, mày đi ra ngoài siêu thị mày tìm cái củ cà rốt nào đẹp hơn củ này không? Trời là trời, người ta công sức như vậy mà cho 7 điểm. Ok mọi người, bây giờ Ban này nó đã khá là nặng tay với bạn này. Ok mọi người, bây giờ tôi và Ban sẽ đi xem cái mô hình thứ ba nha. Và tôi chắc chắn với mọi người luôn, mô hình này sẽ cực kỳ độc đáo luôn, anh em chờ xem nha. Ban ơi, đâu Ban ơi? Alo. Ở gì anh? Đâu rồi? Không hồn với chân à. Vậy? Không hồn à. Trời ơi là trời, đây, bây giờ em đi qua đây anh cho em coi. Bây giờ là tôi xin tự giới thiệu với mọi người, đây là cái mô hình thứ ba nè mọi người ơi. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy vậy Ban ơi, anh đố em là cái mô hình thứ ba là cái mô hình ở đâu á? Bây giờ nói sai nó là bây giờ đi ra đi nghỉ đi ngủ luôn nè, khỏi quay luôn nè. Bây giờ nói đi. Bây giờ cái mô hình thứ ba là ở đâu rồi nè? Vậy em biết rồi, cái ngôi nhà học sửa ở đây phải không anh? Học sửa cái đầu mày á, cái ngôi nhà, cái mô hình thứ ba là cái ngôi nhà biệt thự này nè ba. Trời ơi là trời, đây anh em ơi, bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người cái mô hình thứ ba mà tôi thấy cực kỳ đẹp và cực kỳ độc đáo, và đặc biệt là cực kỳ công phu luôn nha mọi người. Bây giờ là đang quay vào bữa tối là cực kỳ hợp lý luôn. Và hợp lý như thế nào thì mọi người hãy cùng xem nha. Đó, bây giờ là đợi xíu nha. Bây giờ tôi sẽ đi ra xa tí xíu để tôi quay cận cảnh mày. Đi ra đây rồi Ban ơi, đi ra đây. Trời ơi là trời. Đó, bây giờ tôi sẽ đứng đây, tôi mở cái điện thoại lên. Ok. Đó, tôi sẽ mở cái ngôi nhà này, tôi để bên trái màn hình của tôi nè. Ok chưa? Đó mọi người thấy, mày né ra, mày đứng trước camera, mày nhảy không vậy, né ra. Đó ok mọi người ơi. Đó rồi ok. Bây giờ tôi sẽ mở cái mô hình nó lên và tôi chắc chắn với mọi người luôn, và anh em thấy đẹp luôn nè. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái tác phẩm cực kỳ đẹp, cực kỳ công phu, cực kỳ tốn rất là nhiều thời gian. À, đối với bạn Vĩ thì nhiều thời gian hay không thì tôi không biết, nhưng mà đối với tôi nha mọi người, riêng tôi là đối với tôi mà tôi làm cái này chắc mất phải là một tuần đó mọi người, thậm chí một tuần tôi không biết là tôi làm được hay không nữa mọi người. Đó, một cái tác phẩm đến từ bạn Vĩ nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn luôn. Ơ nhưng mà Ban ơi, cái nhà này là nhà 21k đúng không Ban? Đúng không? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi. Luôn tôi thấy nó đẹp cực kỳ luôn. Ê nhưng mà khoan nha, hồi nãy tôi nói với mọi người á là cái mức độ công phu của cái ngôi nhà này là tại vì sao? Đó chính là nó có đèn luôn nha mọi người. Đó, tối là nó còn bật đèn luôn nè. Đó, anh em thấy xịn không? Cho nên là cái ngôi nhà này tôi sẽ cho nó 9 điểm nha mọi người. Và nãy giờ mọi người đang xem thì đừng quên comment những cái số điểm mà mọi người cho những cái tác phẩm này nha anh em ơi. Ai mà giống tôi là đừng quên là tôi là sẽ thả tim đó nha. Đó, còn Ban cho cái mô hình nhà này bao nhiêu điểm, nói cho anh nghe một câu công bằng, một câu gọi là hay thật sự coi. Cái nhà này nó giống cái nhà kia em cho 8,5 điểm là cao lắm rồi đó. Người ta làm giống với cái ngôi nhà ở trong game mà mày cho có 8,5 điểm vậy. Thường thường là làm giống y chang thì phải cho 10 điểm, cho 9 điểm chứ mắc gì đâu mà cho 8 điểm, 8,5 điểm vậy. Em thích. Trời ơi là trời, ok, Ba nó thích cũng được mọi người. Ok mọi người, bây giờ là mình hãy đi tới cái mô hình tiếp theo nha mọi người. Ok mọi người, thì cái mô hình tiếp theo đó chính là mô hình Ban ơi, em biết mô hình tiếp theo là mô hình gì Ban? Bây giờ thiệt, tao nói thiệt với mày là đứng vô trong tới cái chỗ này mà không biết là tao ký đâu mày liền à. Bây giờ tới cái mô hình tiếp theo là mô hình gì đó? Em tin, bây giờ chắc chắn là em đoán đúng chính xác luôn nè. Đâu? Chắc chắn là cái hồ cá đây luôn nè, mô hồ hình cá đâu mày? Hồ cá có gì đâu mà làm, trời ơi là trời, đây nè, đi qua đây.
Cái mô hình tiếp theo đó chính là cái mô hình trứng nè. Và đặc biệt là cái bạn này không làm một trái trứng nha mọi người, mà bạn này làm tất cả các quả trứng mà đã từng xuất hiện trong game Play Together. Còn thiếu quả nào thì tôi không biết nha anh em ơi. Nhưng mà hình như là bạn này đã có trong danh sách bạn bè của tôi rồi hay sao mọi người, tôi cũng không nhớ nữa. Tại vì tôi kết bạn nhà này kết bạn khá là nhiều. Đó cho nên là bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem nha đây. Đó. Ủa mặt ai vậy? Đây đây đây. Thằng ba mày tránh ra không anh? Mày tránh ra không? Đó anh em ơi, đây nè, đó, nguyên một cái đống trứng này nha mà mọi người, bài này bán làm lại y chang ngoài đời luôn anh em ơi. Đây 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 đây, tôi cho mọi người xem nè anh em ơi. Đó mọi người thấy không? Là hình như bạn này tôi anh em ơi, tôi biết cách làm của bạn này mọi người, đó chính là bạn này bạn lấy bong bóng. Đó, bạn bỏ vô trong cái quả trứng anh em ơi. Đó, nhìn đẹp vãi chưởng này. Nhưng mà mọi người biết tại sao không? Nhưng mà mọi người biết tại sao là tôi nói tôi thích cái này và cực kỳ đặc biệt và công phu mọi người. Đó chính là khi mà mọi người lấy bong bóng mọi người chùm vào cái quả trứng thì nó đơn giản đúng không? Nhưng mà mọi người có tự hỏi là tại sao những cái gọi là 7-Eleven hay là những cái họa tiết ở trên bong bóng là mọi người là phải tự vẽ bằng tay nha anh em ơi. Thề luôn đẹp vãi cái chưởng ra vào cái bạn may này, như là tôi nhớ không nhầm là có trong danh sách bạn bè của tôi đó mọi người. Thề luôn ở trong danh sách bạn bè của tôi ai cũng trai xinh gái đẹp hết mọi người. Cái tác phẩm này tôi sẽ cho nó gọi là 8 điểm nha mọi người. Đó, một người cho điểm cực kỳ hào sảng luôn. Còn thằng Ban rồi. Thằng Ban đâu? Bạn vẽ rất là chi tiết nha. Em chấm cái bài này là 9 điểm nha. Ú là trời. Anh em thấy mày không? Vẽ đẹp lắm á. Anh em thấy không? Những cái tác phẩm hồi nãy tôi chắc chắn với mọi người là của con trai, nó cho điểm khác nha anh em ơi. Và bây giờ nó thấy tới cái bạn May anh em ơi. Bạn này bạn May là con gái chắc luôn và nó cho điểm khác liền anh em ơi. Mọi người thấy nó bất công rõ ràng không mọi người? Và nếu mà có thì mọi người comment có, còn nếu mà không thì mọi người đừng comment nha anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ tôi và Ban sẽ đi tới cái mô hình tiếp theo nha anh em ơi. Nhưng mà người nó có đẹp đâu, tôi không quậy đâu anh cái ơi. Gì vậy? Em không quậy đâu. Cái gì vậy? Sao vậy? Thôi anh ha, cái giải này á, cái sự kiện này á là em có tham gia cái mô hình luôn á mà anh không biết chân á, em giận lên rồi, thôi em đi quay ngủ luôn đi. Ban nó có tham gia cái sự kiện làm mô hình Play Together ngoài đời thực của VNG tổ chức luôn em ơi. Cái gì ghê vậy? Ban có tham gia luôn hả? Mày giỏi cái đầu mày đi ra đây. Giỏi rồi, giỏi rồi. Ôi trời 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 trời, tôi cứ tưởng là nó suốt ngày nó làm clip nó không có thời gian. Đâu đâu đâu, bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ em dẫn anh tới cái mô hình của em ngay và luôn đi anh em ơi. Thề luôn, bất ngờ vãi chưởng ra. Hàng gì nãy giờ, hàng gì nãy giờ nó tàn cho điểm cực kỳ thiên vị mà cực kỳ thấp luôn mọi người. Bây giờ mày dắt tao tới cái mô hình của mày đi để tao xem thử coi coi nó làm có ra cái trò trống gì hay không nha mọi người. Đâu cái mô hình đây, của đây, em đây, đâu đây, trời ơi đâu đâu nãy đây nè. Ủa ở mắt gì đâu ông tham gia cái cuộc thi làm mô hình mà ông làm cái cục điện chi vậy ông nội, ông làm cái cục đèn giao thông chi vậy ba? Ông tào lao cục điện vậy thấy sao anh nè, thấy sao nè, tiện pizza khổng lồ nè, thấy chưa, cục điện mà cục điện trời ơi là trời. Oh my god. Ơi nhưng mà ban là em có chắc chắn là em làm vậy, tại vì cái tiệm pizza này nó khá là nhiều chi tiết và nó khá là khó làm nha. Thề luôn, anh ba nó làm giỏi vậy ta, có làm thiệt không em vậy? Em có với anh luôn, em làm đấy, em làm. Ok mọi người, bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa. Rồi được rồi, bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ tôi và Ban sẽ cho mọi người xem cái mô hình mà Ban nó làm, sẽ coi nó ra trò trống gì không nha mọi người. Xịn nha trời. Thề luôn, ở đây còn có chữ ký anh em để ý nè. Anh em để ý bên góc trái màn hình cái bảng Play Together VNG Ban Pizza đó. Trời ơi là trời, đây đích thị là cái tác phẩm của Ban đó mọi người. Thề luôn á, có một em xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ. Dữ vậy ta. Ban ơi cái tác phẩm này anh cho em 10 điểm luôn Ban ơi. Nhưng mà tiền nhận giải chia đôi nha em. Tiền nhận giải chia đôi nha. Không được anh ơi. Bây giờ anh cho em 10 điểm mà còn gì nữa. Anh cho em 10 điểm nhưng mà cái tiền nhận giải là của em chứ. Cái này em làm mà, anh có giúp em làm đâu. Trời ơi trời, thề luôn mọi người. Tôi cực kỳ thích cái tác phẩm này luôn mọi người. Không phải là vì của ông Ban nó làm nha mọi người, mà tôi thấy nó khá là chi tiết anh em ơi. Từ cái anh gọi là cái anh bán pizza bên này, xong rồi nói chung là nhìn nó khá là chi tiết và có người làm ở trong kia luôn rồi. 10 điểm nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha anh em ơi. Đó, và nếu mà mọi người đừng quên, nãy giờ anh em đừng quên nha, cái gì tôi nhắc là nãy cái gì quan trọng là tôi nhắc rất là nhiều lần nha mọi người. Đó là đừng quên là chấm điểm những cái tác phẩm xuất hiện trong video ngày hôm nay nha. Đó, và nếu mà ai chấm điểm cùng với tôi, cùng đánh giá như tôi thì tôi sẽ thả tim cái comment của bạn đó nha. Đó, Ban ơi, em tự bây giờ em cho một cái câu trả lời khách quan đi, là em cho cái tác phẩm của em bao nhiêu điểm, em cho câu trả lời khách quan đi. Rồi nãy giờ em chấm, anh thấy là em chấm rất là công tâm phải không? Bây giờ em chấm cái bài của em nè. Chắc chắn là em không có chấm sai lệch với đâu. Em chấm bài này 10 điểm ha. Tôi nói đúng không mọi người? Chấm bài của con gái thì cho 9 điểm, chấm bài của mình thì tự luyến cho 10 điểm luôn, thề luôn. Nhưng mà không sai nha mọi người, 10 điểm xứng đáng nha mọi người. Ok mọi người, video đến đây cũng khá là dài cho nên là mình xin kết thúc video tại đây. Và mọi người đừng quên nha, chấm điểm những cái tác phẩm xuất hiện trên video nha anh em ơi. Và anh em thích cái tác phẩm nào nhất thì đừng quên để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Ê nhưng mà khoan nha, mọi người đừng quên là kênh YouTube của Ban là đăng ký cho Ban nha anh em ơi. Kênh của Ban là gì Ban? Ban Ban vậy thôi hả?
Thì đúng rồi, tên em thì vậy mà. Trời là trời, thì ít nhất người ta phải để ban ban TV, ban ban play hay gì cho người ta biết chứ. Ban ban là ban ban như thế nào. Trời ok mọi người, nhưng mà không sao, đó là kênh ban, không phải kênh của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.